Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Sao tắm mát không con? Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, tiếp tục cái dự án hôm bữa còn đang dang dở ha. Vô. Giờ cái nước này hôm bữa là nó xuống rồi. Hôm bữa mình mới xả nước vô nha chút xíu. Để cho nó tắm, nó dọc nước hay ghét không? Mê. Ê quên. Hít đất. Xém quên nữa. Không có, hít đất là bị anh em nhắc nhở. Ok. Nói chứ hít đất cho khỏe các bạn ơi. Đô. Tết nhất tới nơi rồi. O lại cái body để mà ăn Tết được rồi. Ôi da. Ôi da. Quá phê. Đang chưa nắng. Ok, giờ xả nước ra nha. Bữa nằm khúc nào tôi quên mất tiêu luôn. Khúc này ha. Đây. Giờ nãy nặng lắm. Không biết nhiêu đây là đủ. Đủ xả hết cái nước dơ kia ra chưa? Ok các bạn, plan kế hoạch đó là sẽ biến cái hồ này, thay vì cái hồ này giờ nó rất là trơ, cái hồ xi măng không à. Thì kế hoạch của mình là mình sẽ làm thử cái hồ thủy sinh ngoài trời coi như thế nào ha. Cũng chưa chắc là thành công, chưa chắc là đẹp, nhưng mà cũng phải test thử coi biết đâu đẹp sao. Nói chung là phải làm, phải test thử ha. Cuộc sống này mà đâu có gì chắc chắn đâu. Ok, tắm đi con, dọc nước đi. Rồi nước đang rút xuống nha. Ôi nước này mày chơi luôn hả Lucy? Đau bụng không? Nước này nó để ngoài trời vậy rồi chim nó ỉa vô uống đau bụng á. Cái hồ này á là rùa tắm nè, chim tắm nè, uống nước. Tính nói gì? À, để mình thở chút xíu coi. Thở xíu rồi mình thế này. Có bạn nhắn tin cho mình hỏi là tại vì mình lúc này mình hoạt động nhiều trên cái không gian mạng xã hội, trên nhiều cái nền tảng, thì cũng nói chung là cũng thuộc dạng ít các bạn. Nói chung mình là cũng thuộc dạng ít, nhưng mà vẫn có nghĩa là những cái comment tiêu cực của những cái người mà không có biết gì hết, mà người ta vô người ta cứ nói cho sướng cái miệng của người ta đó, nói những cái này nọ đó, chứ đã kích chăm chọc rồi, hoặc là nói những cái chuyện nó vớ va vớ vẩn á, mặc dù là người ta không biết gì mình. Thì có bạn nhắn tin cho mình á, bạn hỏi anh ơi, anh ứng xử như thế nào với những cái comment tiêu cực. Thì ok các bạn, cái cách ứng xử của mình đối với những cái comment tiêu cực nó đơn giản lắm các bạn, mà nó cũng nhẹ nhàng. Nghĩa là mình từ chối đọc ha, mình không cần đọc nó. Mình không có cần đọc những cái comment đó để nó làm ảnh hưởng tới cái tâm trạng cảm xúc của mình. Đó, mình phải clear cái điều đó. Bởi vì người ta đâu có biết gì về mình đâu. Người ta chỉ comment cho nó sướng miệng, comment rất là vô trách nhiệm. Bởi vì đối với một số người á, người ta nghĩ là đây là mạng, đây là ảo, muốn nói gì nói, muốn chửi ai chửi đó, người ta không có làm được gì mình đó. Nhiều người vẫn còn cái suy nghĩ đó, nhưng mà theo mình nghĩ á, tới cái độ phát triển như hiện tại á, thì là nó ảo nhưng mà nó thật ha các bạn ha, ảo nhưng mà thật đó. Ví dụ như ai mà kinh doanh ở trên mạng thì kinh doanh trên không gian mạng là ảo, nhưng mà lợi nhuận thu được là thật nha anh em. Còn anh em mà xúc phạm người khác, anh em làm những cái điều bậy bạ trên mạng nha, thì là nhập kho là thật. Thấy không? Xúc phạm người khác, bôi nhọ người khác, vu oan giá họa cho người khác đó, thì mặc dù là vu oan ở trên không gian ảo thôi, nhưng mà an ninh mạng vô cuộn cái là nhập kho thiệt luôn đó. Cho nên là chúng ta phải clear cái điều này. Và trên cơ bản là đừng có xúc phạm hay làm ảnh hưởng gì tới người khác hết. Thì quay trở lại thì cái cách ứng xử của mình đối với những comment tiêu cực, thì như mình vừa nói là mình từ chối đọc, không cần đọc nó các bạn. Thì như các bạn biết là khi mà ai đưa cái gì đó cho các bạn mà các bạn không nhận á, thì chính họ sẽ nhận lại điều đó. Đơn giản thế thôi. Chứ chúng ta không cần phải chửi đôi co nhau. Nếu mà một người nói những cái
những cái điều tiêu cực, những cái từ bậy, chúng ta lại đem những cái điều tiêu cực đó chúng ta ứng xử với nó, thì coi như là hai đứa bằng nhau rồi, đúng không? Hai đứa đều tào lao như nhau hết đó. Thì nó cái cách ứng xử của mình là vậy thôi các bạn. Mình không cần đọc, mặc dù có những người người ta chẳng biết gì về mình mà mình cũng không có làm gì tầm bậy, mà nó vô nó cứ nói khơi khơi, nó ngang hông, nó đâm chọc mình vậy thôi à. Đó. Thì cái này cũng phải luyện nha các bạn, phải luyện luyện cái kỹ năng gọi là bơ đi, thấy không? Tại vì đời nó vậy á, không cần phải làm gì đâu. Gặp đứa mà nó vớ vẩn thì nó cỡ nào nó cũng nói được hết á. Cho nên là các bạn cứ bơ đi, từ chối đọc. Đó. Mà cái này á, riêng cái này thì mình thấy ở trên không gian mạng nó hay hơn ngoài đời nè. Ở ngoài đời á, bạn không thể chủ động từ chối nghe được. Tại vì khi có âm thanh nó vang lên là cái lỗ tai của bạn nó tiếp nhận rồi, bạn không có từ chối được. Nhưng mà trên không gian mạng á, bạn hoàn toàn có thể chủ động từ chối đọc ha, không cần đọc mấy cái đó, quên nó đi, kệ nó. Thì thật ra mình cũng bị những cái comment tiêu cực, đôi khi nó cũng làm phiền cảm xúc của mình, nhưng mà đó là ngày xưa thôi. Giờ mình cũng luyện cái kỹ năng gọi là bơ đi rồi đó. Thì đó, thì người ta cũng nói rất là nhiều, mình sẽ không thể làm được cái việc gì cho nó tới nơi tới chốn nếu mà chúng ta cứ dừng lại và gây hấn với những cái chuyện nhỏ được hết. Chúng ta phải có cái mục tiêu nó rõ ràng, có cái định hướng rõ ràng, chúng ta cứ đi thôi. Thì trên cái quãng đường đó nó sẽ có những cái người hay là những cái sự vật sự việc gì đó nó ảnh hưởng tới cái hành trình của chúng ta, mà chúng ta cứ dừng lại, chúng ta cứ nhiều chuyện, chúng ta cứ này nọ các thứ thì không bao giờ chúng ta tới đích được. À, thì mình vậy thôi. Nhưng mà nói nghe đơn giản, nhưng mà cái này cả một cái quá trình gọi là rèn luyện nha các bạn, rèn luyện và thực tập thì mới mà gọi là có thể nhẹ nhàng với mọi thứ được. À, chứ còn nếu mà còn tham sân si trong lòng á, không có nhẹ nhàng nổi. Nghe nó đâm mình cái là mình thấy máu dồn lên tới não là muốn rút đau rồi đó, hiểu không? À, nhưng mà thật ra nó không có giá trị gì các bạn, nó không có giá trị gì luôn. À, chúng ta nghĩ là có nhiều khi á, có những người á, người ta nói chung là mỗi người là mỗi kiểu, không ai giống ai á. Ví dụ người ta chửi bạn tức, nhưng mà bạn chửi người ta không tức, thậm chí ta cười, ta khoái chí, tại vì người ta đã lôi bạn vô cuộc được rồi, bạn hiểu không? Có nghĩa là người ta đạt được mục đích của người ta. Còn mình thì đang bị lôi vô một cái dòng xoáy mà nó không cần thiết đó, kiểu dạng vậy. Người ta đạt được mục đích người ta đó, chứ không phải là bạn chửi nó tức đâu, không, nó chửi bạn thì bạn tức á, nhưng mà nhiều khi bạn cự lại nó cười, tại vì bạn vô bẫy nó rồi. Cho nên là kệ đi, đừng quan tâm. Nhưng mà mình thì cũng ít thôi, mình cũng ít cái tôi nghĩ cái bạch nay bể xô nữa quá, sao hồi nãy giờ nước rút ít quá. cái lưu lượng nước á bạn, mình thấy nó ngày càng nhiều nha. Hồi xưa cái đất ở đây á, hầu như là mình không có thấy ngập lụt luôn á, không có thấy mưa lớn cỡ nào mà cũng không có tồn động nước, mà lúc này là mưa lớn là ngập đó, nước sông thì lên rất là cao, nước này rút không nổi luôn. Bữa mình đã để mấy ngày sau mới rút á, xong rồi mình thấy khô quá, chim gà nó không có đồ uống, nó không có đồ ăn, thế mình mới bơm vô lại cho nó. Rồi hôm nay mình làm clip thì mình lại xả thêm một lần nữa cho nó sạch luôn. À, với lại em bữa có bạn này, em bữa mình làm clip chia sẻ, cũng clip này luôn, chia sẻ về một cái năng lượng gọi là đối mặt, năng lượng gọi là chiến đấu không có bỏ cuộc á. Thì các bạn cũng động viên mình, và có bạn cũng hỏi là đâu rồi, để mình coi lại video đó coi, đọc kỹ câu hỏi lại coi. Đây. Có bạn Lu và My, anh vừa nói chuyện vừa quay cảnh làm việc xem nó chill hơn á anh. Góp ý anh chút, mong anh chia sẻ em biết nhiều điều khi gặp những thời điểm khó khăn trong cuộc sống, những khi bế tắc chỉ muốn buông xuôi. Em cảm ơn. Những khi bế tắc chỉ muốn buông xuôi. Thì những khi gặp khó khăn, những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Ok các bạn, mình bản thân mình là
cũng đã vượt qua đã từng bị rồi, mà không phải là bị một lần nữa, mà cũng bị vài lần và cũng tự vượt qua được á. Thì mình cũng có một chút xíu kinh nghiệm, tuy nhiên thì là mỗi người thì mỗi tính. Chỉ mong là những cái chia sẻ mà từ cái trải nghiệm của mình nó có thể phần nào nó có thể giúp cho các bạn có cái suy nghĩ nó thoáng hơn thôi. Chứ còn mỗi người là mỗi tính, mình làm vậy được nhưng mà nhiều khác người khác ta không làm vậy được, tại mỗi người có một cái tư duy khác nhau, mỗi cái tính cách khác nhau. Thì khi mình gặp khó khăn trong cuộc sống á, nhiều lắm các bạn, nhiều. Thì mình khuyên các bạn một cái lời khuyên mà cái này mình cũng áp dụng á, đó là phải thành thật với bản thân. Thành thật, chúng ta phải ngồi chúng ta kiểm điểm lại coi là chúng ta có cái gì và chúng ta không có cái gì, chúng ta giỏi cái gì và chúng ta không giỏi cái gì đó. Thì nó sẽ ra được rất là nhiều chuyện. Có nghĩa là chúng ta quay về với lại sự thật á, sự thật đang có cái gì. Chứ cuộc sống này đôi khi nhiều khi nó ảo lắm các bạn. Mình ngày xưa cũng vậy, ngày xưa mình lúc mà mình còn làm bên ngoài á, rồi ngoại giao rồi giao tế các kiểu á, thì coi như là chi tiêu nó gọi là bung tay quá chén. Người Việt Nam mình có tiêu chung quay quá chén, nhưng mà nó phục vụ cho cái việc gì? Nó chỉ phục vụ cho cái sĩ diện thôi, chứ nó không phục vụ cho cái gì cả. Ví dụ như mình bỏ 10 đồng ra, mình xài sang, mình bỏ 10 triệu ra đi nhậu, mình lấy về cái hợp đồng 100 triệu thì không có gì để nói, cái đó gọi là đầu tư. Còn đôi khi thì là chỉ vì cái sĩ diện thôi các bạn. Đi vô quán bar lát ba ga bo bảo vệ 5 xị chơi vậy, rồi vô rồi gót bia rồi nhét túi cho 5 xị rồi này nọ. Hay, mỗi lần nó gặp, mỗi lần những bạn mà làm này nọ cái thứ gặp mình thì anh nam này nọ sướng đó. Đó là những cái sĩ diện nó rất là tốn kém à. Thì nó là những cái điều mà không cần thiết. Thì khi mà các bạn gặp khó khăn á, thì chúng ta nên ngồi lại mà thành thật với mình. Công việc của mình nó đang tốt hay không, nó đang xấu chỗ nào, nó có tương lai hay không, chúng ta cần thay đổi gì, bản thân mình trong cái sự việc đó mình đã giải quyết nó chính xác chưa, có cách nào giải quyết cho nó hiệu quả hơn hay không, ít rủi ro hơn hay không đó, ít làm tổn thương người khác hơn hay không. Thì mình nghĩ á, mình cũng bị té đây là một cái từ vui, nhưng mà đại ý nó là giống như là một hình thức giống như là phá sản mắc nợ vậy các bạn đó. Thì mình cũng té mấy lần rồi đó, và mình cũng ngồi lại để mình trò chuyện với bản thân mình coi là những năm tháng qua là mình đã ok chưa. Nếu như các bạn nhìn cái cuộc sống bây giờ của mình đó, là nó khác 100% với lại cuộc sống trước khi mà mình gọi là tỉnh thức đó, là từ giới trẻ, còn ví dụ bên Phật thì gọi là giác ngộ ha. Trước cái giai đoạn mà mình giác ngộ, mình tỉnh thức á, mình sống nó bản năng lắm các bạn, sống ngoài đường không à. Tìm những cái gọi là những cái màu mè hoa lệ, những cái thú vui bên ngoài không à, chứ còn không có hiểu bản thân mình muốn gì luôn á. Thật sự là không biết bản thân mình muốn gì luôn á. Chỉ có đi ra ngoài rồi vui chơi ăn nhậu rồi những cái hào hoa bên ngoài đó, nó che mắt mình. Thì các bạn biết là khi mà biết nguyên nhân là tại sao mà mình tỉnh được không? Tại hết tiền các bạn, hết tiền, không có bước ra đường được. Giờ bước ra đường này, lúc trước thì xài sang quá, giờ bước ra đường không lẽ là làm lơ, đúng không? Đụng chuyện gì làm lơ thì sao? Vô ngồi ăn nhậu này nọ cái thứ mình, nhưng mà khi mình hết tiền là tự nhiên mình thiếu tự tin liền à, mình yếu đuối liền. Thì khi mà mình phá sản, mình hết tiền á, thì lúc đó mình mới bình tâm lại, mình ngồi mình suy xét coi là mình còn cái gì, mình còn cái gì. Còn ngày xưa lúc mà mình có tiền á, thì tất cả đều giải quyết bằng tiền hết. Ví dụ như mình buồn thì mình đi kiếm cái này cái kia chơi, kiếm cái này cái kia mua sắm, đi ăn nhậu, đi chơi, đi du lịch đó. Là lúc đó mình chỉ lo chuyện đó không à, chứ mình chẳng có mở mang được cái tư duy gì của mình cả. Tại vì mình có thể thay thế bằng những cái cuộc vui khác. Còn khi mà mình khổ á, mình buồn á, thì lúc đó mình mới bình tâm lại, mình ngồi mình suy nghĩ thì nó mới có chiều sâu các bạn. Thật sự lúc đó là bản thân mình khi mà mình phá sản rồi đó, rồi mắc nợ nữa, thì mình ngồi mình tự vấn bản thân đầu lại, thì lúc đó những cái suy nghĩ về mặt chiều sâu, về những cái mối quan hệ trong cuộc sống, mình là ai,
mình đang như thế nào, tình trạng hiện nay như thế nào, tương lai sẽ như thế nào đây, thì lúc đó mình mới ngồi mình trả lời lại những cái câu hỏi đó. Thì với mình thì đó là một cái cách nó rất là chính xác. Thì bằng chứng là hiện nay mình đang sống rất là vui vẻ, mà mặc dù là không có đi chơi nhiều như trước, hầu như là không đi chơi luôn, không còn ăn nhậu luôn, không còn hứng thú với lại shopping luôn đó, không còn hứng thú với lại những cái trò đỏ đen, không còn hứng thú với những cái mánh mung đồ này nọ nữa đó. Nhưng mà mình sống rất là vui ha. Đó, làm việc nhiều thứ, kể cả những cái công việc tay chân như thế này lúc trước cũng làm biếng lắm các bạn, làm biếng lắm. Cứ có người phụ là nhờ người ta phụ hết rồi, mình chỉ quản thôi. Nhưng mà bây giờ nhiều khi mình cũng thích đích thân mình làm, đích thân mình làm để cho nó nhẹ nhàng đầu óc và nó vui vẻ, và mình cũng hiểu được vấn đề hơn nữa. Đó, thì những lúc mà khó khăn trong cuộc sống á, thì đầu tiên là mình phải có suy nghĩ tích cực cái đó. Mình phải có suy nghĩ tích cực. Mình biết là mọi thứ nó sẽ vẫn đang vận hành ha. Mọi thứ nó vẫn đang vận hành, nó vẫn trôi đi. Cho nên là mình biết là mình phải cần phải thay đổi. Khi mà gặp khó khăn á, tức là mình muốn thay đổi hoàn cảnh á, thì mình phải thay đổi bản thân mình đầu tiên. Tại vì mình, cái đó mình chủ động được. Những sự vật, sự việc xung quanh này á, của người khác, mình không có làm chủ được, mình không có thay đổi được. Mình chỉ có thay đổi được một cái duy nhất là bản thân mình, tại vì mình làm chủ nó, mình bản thân mình thay đổi được. Thì một lời khuyên cho mình, cho các bạn là khi mà các bạn gặp khó khăn á, mình nghĩ các bạn nên bình tâm ngồi lại để mà suy nghĩ coi là bản thân, suy nghĩ về bản thân mình trước, coi mình có ok chưa đó. Rồi mình suy xét lại từng sự vật sự việc, nếu như mà mình hành xử khác đi đó, mình cư xử khác đi, mình có tính toán, mình kỹ lưỡng hơn, mình đó, mình suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, thì kết quả có vẻ là nó sẽ ra khác đi đó. Thì các bạn cứ đào sâu vô cái chỗ mà cái nội tâm của mình, cái bản thân của mình á, để các bạn điều chỉnh, thì mình nghĩ nó sẽ ok thôi. Và các bạn phải mạnh dạn thay đổi, phải mạnh dạn thay đổi thì nó sẽ run theo cái hướng tốt. Có những cái ngày xưa mình làm nhà hàng đó các bạn thì có mấy chục nhân viên trong nhà hàng mình, có tới mấy chục nhân viên khác nhau luôn. Ngày xưa mình sẵn kể nhân viên mới cười. Hồi xưa mình đi học á, hồi xưa mình đi học thì mình gọi thuộc dạng là ham chơi, không có ham học. Nhưng mà học được nha, đầu óc thì ok, nhưng mà tại vì ham chơi, hiếu động quá đó. Nhưng mà mình phụ huynh của mình nhỏ có chấm cho mình, có đi chấm một cái lá tử vi thì sư thầy mới nói là mình là sau này nổi tiếng lắm, nhưng mà dưới tay nó có mấy chục nhân viên, cả trăm nhân viên á. Mà lúc đó là thời điểm đó mình chắc cần cấp đầu cấp 3 hay là sao á. Nói chung là chuyện đó nó còn mơ hồ lắm. Thì phụ huynh má mình mới cười, nói thằng này nó quậy giặt á, mà làm giám đốc với lại có mấy chục nhân viên, cả trăm nhân viên gì trời, nó quậy giặt á. Nhưng mà cuối cùng các bạn là nó, cuối cùng là sau này mình mở nhà hàng, mình lên làm giám đốc thiệt, cũng có mấy chục cả trăm nhân viên các bạn. Thì các bạn biết khi mà như vậy á, là mình hầu như là mình không có đụng tay vô mình làm gì nữa các bạn. Ví dụ như xe mình tới đợt bảo dưỡng ấy, là em ơi đi bảo dưỡng giùm anh, xe dơ em ơi đi rửa xe giùm anh, thì tất nhiên là mỗi khi mình nhờ người ta như vậy á, thì ngoài chuyện mà mình ăn nói cho nó đàng hoàng dễ thương á, mặc dù đó là nhân viên của mình thôi nha, mình ăn nói cho lịch sự tôn trọng á, thì mình sẽ cũng phải bồi dưỡng người ta chút xíu để người ta đi làm nó mất thời gian người ta mà, và người ta cũng phải có công chứ đó. Thì ngày xưa mình là hầu như là không có đụng tay đụng chân vô làm gì hết trơn á, cái gì cũng có người để mà mình nhờ hết trơn á, và mình sẵn sàng bồi dưỡng cho rất là nhiều những cái chi phí linh tinh như vậy đó, để cho mình khỏe cái thân mình. Nói chung là mình khá là lười thời điểm đó, khá là thụ động, làm nhà hàng nữa, cho nên là cái việc mà kèo đi nhậu á, nó cứ liên tục một ngày á, là hầu như là bốn năm kèo, phải chọn kèo nào nhậu, kèo nào xin lỗi nó là vậy. Thì khi mà mình bị sập hầm á, mình bị phá sản mắc nợ á, thì mình mới quyết định là mình quay về những cái công việc này
thứ nhất là nó nhẹ đầu mà nó đúng cái đam mê mình muốn, cái đầu mình nó refresh lại, nó lọc lại cho những cái đam mê đó. Thì các bạn biết tới cái hẹn, tới lúc mình quay về đây, mình quay về đây mình làm cái này thì lúc đó là không còn nhân viên nào nữa rồi. Lúc đó mình là vừa chủ vừa lính luôn, phải tự mình làm hết tất cả mọi thứ. Thì đến cái hẹn mà đi bảo dưỡng xe hoặc là làm những cái vấn đề mà gì mà ngày xưa mình có người lo cho mình cái việc đó, lười lắm các bạn, lười quá, đi bảo dưỡng cái xe lười quá, tại đó giờ đâu có đi bảo dưỡng đâu, cứ em đi làm giùm anh kẹp thêm 3 sĩ 5 sĩ vô là ngồi trong phòng máy lạnh là có người làm sẵn rồi. Thì đó là cái câu chuyện sự thật mà mình muốn kể cho các bạn nghe như vậy. Thì khi mà mình quyết định mình về đây á, là mình phải xác định là mình phải làm hết tất cả luôn á. Thì ngay từ cái nhỏ đầu tiên, ví dụ như là đi bảo dưỡng cái xe cho mình thôi, do lúc trước là người ta làm cho mình rồi, thì bây giờ mình muốn thay đổi á, là mình phải mạnh dạn thay đổi, phải siêng năng lên đó, phải dấn thân vô làm. Thì từ từ bắt đầu nó quen các bạn, từ từ nó quen. Thì bây giờ mình thấy mọi chuyện nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, thậm chí mình còn làm nhiều hơn, gấp nhiều lần như vậy nữa, mà mình thấy nó rất là vui vẻ, rất là ok. Còn cái thời đầu á, thời đầu mới quyết định mà quay xe đó, trời còn làm biến lắm, tại vì đang cái kia mà sướng quá mà đó. Cho nên là lời khuyên cho các bạn là hãy quan sát, hãy trò chuyện với bản thân mình, quay về với nội tâm của mình, để mà phải thành thật nha. Mình cũng có một thời gian mình nói chuyện với nội tâm của mình mà mình không thành thật các bạn, có nghĩa là mình không chấp nhận mình dở, mình chỉ đổ thừa tải này tải kia tải nọ thôi à, chứ mình không chấp nhận là tôi dở cái này để mà tôi nâng cao nó lên đó. Cho nên là cái mình nói chuyện với nội tâm của mình là một, nhưng mà mình phải thành thật với nó nữa thì mới ra được vấn đề. Còn mình mà gọi là mình né tránh vấn đề á, mình không có dám nhìn thẳng sự thật á, mình cứ đổ và tải này bị kia rồi này nọ, thì nó cũng không nên cơm nên cháo gì đâu các bạn nha. Cho nên là các bạn phải thành thật, đừng có sợ quê đó. Và khi mà mình và quan trọng là mình phải thực hành đồ, mình làm đồ nhiều, thì từ từ á là mọi chuyện nó sẽ chạy theo ý mình thôi. Thì lúc đó mình gọi là mình quay trở lại và mình lợi hại hơn xưa đó. Chứ còn mình đừng có gọi là chịu đấm ăn xôi, mình đã thấy công việc này nó đang trên trường dốc đi xuống, tương lai thì không có khả quan gì cả. Mỗi ngày thì bán buôn càng ế đi đó. Cuối tháng có khi phải bù tiền lỗ nữa. Thì mình nhìn thấy những cái vấn đề đó là mình phải mạnh dạn mình thay đổi các bạn. Có nhiều người người ta ngại thay đổi, mặc dù mọi chuyện người ta thấy rõ ràng nó đang đi xuống đó, nhưng mà người ta cứ gọi là tự che mắt mình để mà ngại thay đổi á. Người ta đã quen sống trong cái đó rồi, đợi cho tới lúc nào mà nó coi như là nó gọi là cái gì nổ luôn, coi như là cho nó bùng luôn đó, thì mới chịu buông đó. Chứ còn thấy rồi mà không dám thay đổi, không dám buông đó. Không dám buông thì sao các bạn? Không dám buông thì đi mượn tiền để đắp vô. Đang phánh tướng quá mà, đang là cậu mà, đang là anh nam đồ này nọ, đang đi chơi vui, đang tiền bạc móc xỉa mà bây giờ tự nhiên cái núp luôn rồi. Tụi giờ tự nhiên mình không xuất hiện nữa thì tụi nó đồn mình trốn nợ thì sao? Sợ vậy cho nên ngày nào cũng đi uống cà phê, cũng xách xe nhậu á, mặc dù là tiền cái thu nhập không có đó, đầu mượn tiền đồ này nọ thì lâm vô cảnh nợ nần đồ này nọ. Cho nên là mình nói với bạn là phải thành thật với bản thân mình đó, và mạnh dạn thay đổi. Mình là mình thay đổi coi như là gần như 100% so với trước đây của mình luôn đó. Xưa chơi bời đồ dữ đó bạn, chơi bời dữ lắm. Các bạn có tin là có những lúc mà mình chạy chiếc xe, lúc đó mình còn đi chiếc Mercedes ha, chạy xe mà trong túi có 50.000 à, quải luôn á, 50.000 mà qua trạm thu phí nó lấy hết 15.000, đi về thêm 30 còn có 20.000. Nhưng mà chạy chiếc xe rất là đẹp, bận đồ rất là đẹp đó. Thì lúc đó mình thấy không ổn rồi, mình nói chết rồi à, kiểu này trước sau cũng bể, mình giấu được bữa hai bữa thôi chứ giờ hết tiền rồi sao giấu, đúng không? Thì mình cũng buồn, rồi mình dành thời gian để mình lúc đó mình gọi là mình không, lúc trước thì mình gọi là mình thích cái không gian bên ngoài nó ồn ào, nó sôi nổi, nó sôi động đó. Nhưng mà ở đầu khi mình gặp vấn đề rồi thì mình
cái gọi là cái phản ứng đầu tiên là buồn các bạn, không dám bước ra đường tại vì không có tiền, không có bước ra được. Và bước ra đường là cái gì cũng phải đụng tiền hết, đúng không? Đi nhậu gặp bạn bè đồ này nọ các thứ rồi cũng phải chi, ít ra là cũng phải hùng đó. Nhưng mà giờ hết tiền rồi, buộc lòng phải ở nhà. Thì khi ở nhà kết hợp với buồn, kết hợp với muốn thay đổi, kết hợp với lại nghĩ lại mình cũng còn vợ, còn con, còn đủ thứ phải lo chứ không phải thân mình nữa, thì mấy cái đó nó kết hợp với nhau thì tự nhiên mình định tâm được, mình bình tĩnh, mình suy nghĩ được. Mình biết à, lúc trước mình cũng nông nổi quá, lúc trước mình xài tiền phung phí quá, xài sang quá, xài mà coi như là kiếm tiền thì rất là khó. Mình lúc đó là mình đã hiểu kiếm tiền rất là khó từ cái lúc mà cái công việc của mình nó bắt đầu đi xuống. À, lương bổng thì vẫn phải trả cho mọi người, cho nên móc tiền túi ra, rồi thu nhập thì không được bao nhiêu, rồi công nợ thì tùm lum tà la không có thu hồi được. Cho nên là lúc mà mình hết tiền ở đầu, mình ý thức được là cái việc kiếm tiền nó rất là khó. Và mình nghĩ lại cái thời điểm trước, tại sao mình có thể xài sang như vậy, à, gọi là tiền xài vô tội vạ, làm như kiếm tiền dễ lắm đó. À, thì bắt đầu mình thành thật với bản thân, mình biết mình dở cái này nè, phải điều chỉnh nè, lúc trước mình làm cái này là sai nè, đó, không có đúng nè, thì mình phải chăm chút lại. Rồi trong cái công việc nữa, nó cũng sẽ tốt cho cái sau này khi mà bạn khởi nghiệp lại được. Hồi xưa giống như mình làm cái nhà hàng cái đi, mình làm cái nhà hàng, lúc đó mình cũng coi như là mình xây tiền để mình mở cái nhà hàng, xong rồi mình lại không có thích cái việc quản lý, đâm ra mình buông lơi nó. Mình buông lơi nó thì nó dẫn đến, tất nhiên là khi các bạn buông lơi cái gì đó thì nó sẽ từ từ nó xa các bạn, là chuyện đó đương nhiên rồi, không cần phải giải thích rồi. Đó, thì từ đó mình cũng có những cái bài học trong cái việc kinh doanh, trong cái việc quản lý. Mình hiểu được là khi chúng ta làm kinh doanh á, xong cái giai đoạn này nó sẽ tới một cái giai đoạn khác, chứ không có cái giai đoạn nào gọi là giai đoạn nằm hưởng hết các bạn. Mình lúc trước mình có cái suy nghĩ là bây giờ mà kiếm được 3 tỷ mở lên cái nhà hàng là xong rồi đó, là cứ nằm gấp mồi thôi đó. Mình có cái suy nghĩ đó, và mình biết nhiều bạn trẻ cũng như nhiều người có cái suy nghĩ đó. Họ chỉ lo cái tiền không à, họ lo tiền để họ mở ra cái đó là xong, có nghĩa là họ lo cái lớp vỏ không à, mà không có lo cái nội dung giống như mình vậy đó. Giờ chỉ lo làm sao cho cái quán người khách nhìn vô là thấy đẹp, nhìn vô là thấy ấn tượng, nhưng mà vô trong từ cung cách phục vụ cho tới tất cả mọi thứ, cái nội dung á, nội chung là cái nội dung trong cái nhà hàng á, thì nó yếu xìu, thì từ từ nó sẽ xảy ra vấn đề đó. Còn mình thì lúc trước thì mình nghĩ là giờ sao kiếm được 3 tỷ xây cái nhà hàng là nằm gấp mồi, nhưng mà sau những cái sự cố đâu mình mới hiểu được là để cho cái công việc hoặc là một cái đó, một cái nó có thể phát triển tốt thì chúng ta cần phải chăm chút nó, giống như một cái mối quan hệ cũng vậy. Chúng ta muốn nó ngày càng tốt đẹp, yêu thương nhau, chia sẻ nhau thì chúng ta phải chăm chút nó, chứ không phải là ok, mình với bạn là bạn rồi. Rồi chúng ta không có cần trò chuyện, không có cần nói chuyện nhau, lâu lâu gặp nhau là y như là anh em một nhà, thì chuyện đó là không có thể xảy ra rồi, đúng không? Trong cuộc sống ví dụ chúng ta ban đầu là biết nhau, rồi từ từ chúng ta chia sẻ, chăm chút, hỗ trợ nhau, cái tình cảm nó thắt chặt từ từ, nói chung là phải có chữ chăm chóc thì từ từ nó mới thăng hoa được, chứ không phải là cứ vậy là ok ha. Thì đó là những cái bài học mà mình rút ra được rất là nhiều các bạn, rất là nhiều bài học mà mình rút ra được sau cái những cái lần mà phá sản đó, nhưng mà mình thấy nó đáng giá lắm. Nói chung là mình mất tiền cũng nhiều á, mất tiền cũng nhiều cho do những cái đó, nhưng mà mình thấy nó đáng giá lắm. Nó đáng giá là bởi vì nó hình thành nên một cái con người ngày hôm nay. Mặc dù là có thể kiếm tiền nó không như lúc trước, không có nhiều như lúc trước, rồi nó ít những cái sự tung hô này nọ, nhưng mà nó vui, nó nhẹ nhàng, và mình biết mình đang làm cái gì ha. Quan trọng là mình biết mình đang làm cái gì. Còn ngày xưa mình đôi khi mình không biết mình đang làm cái gì luôn các bạn. Nhiều khi suy nghĩ lỡ sau này con nó hỏi ba làm cái gì cũng không biết ba làm cái gì luôn. Mở mang tiếng là chủ nhà hàng, sáng ra tối nhậu, coi như là tối bắt đầu nhậu cho tới khuya, về ngủ tới trưa, dậy sặc xà sặc sừ, người nồng nặc mùi rượu, ăn thì ăn không nổi, rồi nằm lên tới 3-4 giờ, đi tắm, đi qua nhà hàng xong mới đi quýnh tennis, đi chơi, đi bời đồ này nọ, để ngủ ghê anh em đồ
đánh banh xong về nhậu tiếp. À, công việc nó cứ vậy, ngày nào cũng nhậu. Đôi khi mình cũng không biết mình đang làm gì, cảm thấy thất vọng với bản thân đó các bạn. Cảm thấy nó lúc mà cái công việc nó tiến triển tốt á, tiền nó rủng rỉnh trong túi á, những cái chuyện đó nó không có xuất hiện trong đầu các bạn đâu. Nhưng mà bắt đầu các bạn thấy ôi, tháng trước bán được ví dụ tháng trước bán được 100 triệu, tháng này bán được 80 triệu là tự nhiên thấy mệt mệt, tự nhiên thấy yếu yếu rồi. Tháng sau bán được có 60 triệu rồi, phải móc tiền túi ra bù trả tiền lương. Rồi tháng sau nó xuống nữa. Đó, thì đôi khi á, là khi mà mọi chuyện nó không thuận lợi là bắt đầu nó cái đầu của bạn á, nó sẽ phát sinh đồ này nọ kia, lọ chai. Đó. Thì đó, quay trở lại cái câu hỏi của bạn Lu và Mi hết ta. Đó, thì nó đơn giản là vậy thôi. Mình nghĩ thì ai cũng sẽ gặp những cái lúc khó khăn, và ai cũng sẽ có những cái giống như là đôi khi mình bị lạc á, nhất là cái tuổi mới lớn mình lạc, mình không biết mình là ai hết trơn, đâm ra mình cư xử nó sai, thì nó để lại những cái hậu quả. Và mình nói chung là mình cũng bây giờ khi mà mọi thứ nó đã vô một cái guồng quay mới, nó tốt hơn rồi á, mình nhìn lại cái chuyện xưa thì mình thấy là cũng nể mình chứ bạn, nể. Tại vì mình nể gì á, mình nể cái khả năng dọn dẹp của mình á. Lúc mà mình ngưng cái công việc cũ á là vẫn còn thiếu một đống nợ nha. Vẫn còn thiếu một đống nợ. Rồi những cái mối quan hệ gọi là tùm lum tà la, không có ok, rồi nói chung là một bãi chiến trường. Thì mình dọn dẹp từ từ, thu xếp gọn gàng lại hết, sắp xếp tất cả mọi cái cho sạch sẽ, rồi bước qua một cái con đường mới, rồi xây dựng từ con số âm lên được tới bây giờ cũng chẳng là cái gì đâu. Nhưng mà nếu mà bạn cũng quay xe được, về bờ được, thì các bạn nhìn lại các bạn cũng tự hào một chút về bản thân mình, về cái khả năng dọn dẹp sắp xếp lại được. Có nhiều người bày ra không dọn được các bạn nha. Có nhiều người không có biết dọn dẹp, bày ra rồi quăng luôn. Rồi mình cũng thấy nể mình là mình ok chơi được nhưng mà dọn được thì cũng ok đó. Thì vậy thôi các bạn. Thì đó là cái cách xử lý của mình, mà mình nghĩ là mọi người đều có thể làm được, với điều kiện là mình phải thành thật với bản thân, mình phải chấp nhận mình sai, mình dở, mình có thể biết được những cái điều đó qua những cái kết quả mà những cái công việc trước đây của mình làm đó. Thì mình nhìn lại là mình biết liền mình hay hay mình dở. Nếu mình hay mình đâu có đứng đây, mình hay là giờ này nó đã đi tới đâu rồi. Tại vì mình dở, tại vì lúc đó suy nghĩ của mình nó nông cạn, tại vì lúc đó mình quá tin người, vì lúc đó mình bay bổng quá, mình cảm xúc quá đó. Tất cả mọi cái đó mình mới ngồi mình hiểu về bản thân mình hơn, đúng không? Thật sự mà nói hiện giờ rất là nhiều người không hiểu bản thân họ muốn cái gì luôn đó, họ chỉ vào một cái vòng xoáy, rồi họ cứ quen rồi cứ thả đi, rồi cái dòng nước nó cứ quấn đi đâu, trôi đâu trôi đó luôn đó. Thì mình, nếu mà bạn nào mà mất phương hướng á, thì mình cũng khuyên các bạn là thành thật với bản thân mình. Phải ngồi, phải nghiệm lại, phải nhớ lại coi là thời gian qua mình đã như thế nào, mình muốn trở thành con người như thế nào, thì mình phải điều chỉnh những cái gì. Đó là một cái hành trình gọi là tỉnh thức rất là thú vị ha. Và mình đã, nói chung là nhiều khi mình thấy mình có phước, may mắn là mình nhìn nhận ra được vấn đề. Chứ còn nếu mà Lucy nó phá con Lucy. Nó phá con. Phá quá, quậy mấy chuồng coi gù anh nhốt vô chuồng lại nha chưa. Làm anh mất tuột mút mày đang mút quá. Ơi sẵn lại mở nước luôn đi, cũng xong rồi. Nói tới đâu rồi ta? Quên luôn. Là cái quên luôn. Còn không đi phá mấy cái chuồng nữa nha, lủng lưới nha, nhốt vô bây giờ đó. Nhốt vô đó. Đó các bạn, thì mình nghĩ là tại vì trong lòng chúng ta nó cái bản năng về tham sân si, rồi mạn nghi đồ này nọ, nói chung là những cái bản năng của cái con người á, về những cái ham muốn, ganh tị, đố kỵ, thích lấy le, thích ra vẻ, hám danh, đó là những cái mà nó khiến chúng ta phải chạy theo những cái giá trị ảo. Thì nó làm cho chúng ta bị bí lối ha. Và một khi mà các bạn xác định là tôi đang khó khăn quá, tôi phải làm gì đó để thay đổi, thì
thì mình nghĩ đó là cái bước chân đầu tiên vô con đường thay đổi rồi các bạn. Quan trọng là các bạn phải gọi là suy nghĩ cho nó chín chắn ha, suy nghĩ cho nó chín chắn và quyết tâm thay đổi là mình nghĩ nó sẽ ok. Trời, cái thời điểm đó mình cũng buồn đó các bạn, buồn á, cảm thấy mình vô dụng á. Thời điểm đó con mình đi học mà phải nhờ sự hỗ trợ của ông bà nữa, thì mình cảm thấy mình vô dụng quá. Trời, không được rồi, không được rồi, phải thay đổi thôi. Thì muốn thay đổi á, mình cũng có giai đoạn mình muốn thay đổi nhưng mà mình không thành thật với bản thân ha. Có nghĩa là che che giấu giấu thôi, chứ không có dám gọi là thổ lộ đó, vẫn núp núp đồ thể hiện vậy. Nhưng mà mình thấy nó cũng không có hiệu quả, cho nên là cuối cùng mình quyết định là mình thay đổi với bản thân. Khi mà ai mà góp ý gì cái mình á, là mình cố gắng mình giữ bình tĩnh để mà mình lắng nghe, để mình tiếp thu. Chứ còn lúc trước dễ gì, trời, ý kiến cái là cự nữ đồ này nọ, chứ đâu có chịu mình sai, đâu có chịu mình dở đó. Thì mình nghĩ đó là một cái khung ha, một cái định hướng nó là như vậy. Thì mọi người cứ nếu mà gặp khó khăn thì cứ thành thật với bản thân mình để mà điều chỉnh đó. Tại vì mình mới chủ động bản thân mình để mình điều chỉnh thôi, chứ còn giờ mình, ví dụ như giờ mình yêu cầu bạn phải thay đổi thì chắc chắn là bạn không thay đổi thôi. Tại vì mình đâu có làm chủ được bạn đâu, đúng không? Mình chỉ có làm chủ được bản thân mình thôi, cho nên là mình phải là người thay đổi, chứ mình có đừng có bắt người ta thay đổi, đừng có bắt sự vật sự việc nó thay đổi theo mình. Làm gì có chuyện đó. Mình lúc trước cũng bắt sự vật sự việc nó phải thay đổi theo mình, không đúng ý mình ấy là mình buồn, mình giận, mình hờn đó, rồi mình trách móc tài le mai hết trơn á, cuối cùng không đạt được kết quả gì hết trơn. Thì đó các bạn, cứ thành thật với bản thân mình và điều chỉnh từ từ, chứ chậm thôi. Thì mình nghĩ là cái khó khăn nào nó cũng vượt qua thôi à. Đó, đó là câu trả lời của mình với lại bạn Lu và My nha. Thank kiều mọi người nha. Thì hiện nay là mình rất là vui các bạn, rất là vui, sống rất là vui vẻ, không có cần gồng. Trời, lúc trước gồng ghê các bạn, mang tiếng là nhà giàu chạy xe xịn đồ này nọ là phải gồng lên, rồi phải thể hiện ra, phải diễn đó, phải diễn. Ví dụ như cái gì đó, phải diễn nét cao có, lúc thì diễn nét cao có, lúc thì diễn nét gọi là quân tử, lúc thì diễn nét gọi là hung dữ đồ này nọ cái thứ. Nói chung là phải diễn và phải gồng, gồng cái mình lên. Còn bây giờ không có, bây giờ cứ đơn giản nhất có thể. À, còn thêm cái ý này để chia sẻ với mọi người nữa. Có hai cái từ khóa mà nó ảnh hưởng tới mình nhiều nhất trong vài năm trở lại đây. Đó là từ tinh gọn và từ thiết kế ha. Thì hai cái từ này nó áp dụng vô cái khi mình hiểu cái rộng cái từ này ra và mình áp dụng vô cái cuộc sống của mình đó, thì nó ấn tượng với mình. Thì đây là hai cái từ khóa mà nó ảnh hưởng của mình nhiều nhất trong thời gian gần vài năm trở lại đây. Khi mà cuộc sống mình nó bế tắc thì các bạn cũng có thể tham khảo hai từ này coi. Đó là từ tinh gọn ha. Lý do tại sao có từ tinh gọn thì cuộc sống của mình lúc trước quá phức tạp đi. Phức tạp mà không đâu vô đâu hết trơn. Những mối quan hệ gọi là dư thừa, những mối quan hệ gọi là xã giao, những mối quan hệ không có giá trị lợi ích về mặt tình cảm hay là về mặt kinh tế gì cả, những cái quan hệ vậy. Nhưng mà đụng chuyện thì đi đám cưới vẫn tốn năm xị nha. Nó có những cái mối quan hệ nhờ giả trong công việc thì cũng không nhờ được, cũng không thân đến mức là gọi là kề vai bá cổ, cũng không có hỗ trợ về mặt tình cảm hay là công việc gì cả, nhưng mà đi đám cưới vẫn phải tốn năm xị. Đó là những cái mối quan hệ không cần thiết đối với mình đó. Nó hạn chế. Rồi trong công việc cũng vậy. Hôm nay ngồi quán cà phê nghe người này nói, ôi cái này hấp dẫn lắm, lời lắm con này nọ, bao nhiêu, cho tao hụng miết, móc tiền ra đưa, rồi cuối cùng là chất quớt luôn, không có đâu vô đâu hết. À, xong rồi những cái cuộc đi chơi gọi là tùm lum tà la, dẫn đến những cái
những cái rủi ro, những cái tai nạn không đáng có. Rồi trong cái cách ăn mặc của mình cũng vậy, rườm rà, quần phải đi dồ, áo là phải Lacoste, giày là đi and chi là tùm lum tà la, mặc bộ đồ lên mười mấy triệu, mỗi thứ 5-7 triệu, nó quá rườm rà đi. Mà các bạn biết bận bộ đồ xịn đâu phải nó dễ thoải mái đâu, bận một cái bộ đồ đẹp, quần là phải skinny ôm rồi bụng ăn nhậu huyết mập ú mà phải bận áo ôm body là nó rất là khó chịu các bạn, trong khi những cái bộ trang phục như này rất là thoải mái. Đó, đang rất là thoải mái. Thì nói chung là cuộc sống của mình trong tất cả các mọi mặt luôn nó đều rất là phức tạp mà lại không có hiệu quả. Chính vì vậy á, là cái từ khóa tinh gọn nó là cái từ khóa nó gây ấn tượng với mình. Mình phải tinh gọn lại cái cuộc sống của mình, tinh gọn từ cái mối quan hệ của mình, về những cái công việc của mình, về những cái định hướng tương lai. Còn lúc trước mình nhiều khi cứ mơ mộng, hôm nay thấy này, tôi muốn làm người này, ngày mai thấy thằng kia hay, tôi muốn làm thằng kia. Rồi tôi muốn làm nọ, muốn làm kia, cứ tùm lum tà la ra mà không biết cái mục đích cuối cùng mình muốn cái gì hết. Thì tinh gọn là cái từ khóa nó rất là quan trọng với mình trong vài năm trở lại đây. Là cố gắng tinh gọn hết cuộc sống của mình, tinh gọn về những mối quan hệ, tông gọn là công việc, để mà giữ sức khỏe, rồi này nọ các thứ. Thì muốn tinh gọn được á, thì nó cái từ khóa thứ hai mà nó quan trọng với mình nữa là từ thiết kế ha. Từ thiết kế nó mang ý nghĩa giống như là chủ động, chúng ta chủ động chọn những cái công việc mà chúng ta sẽ làm, nên làm và có thể làm. Đó, để cho đi đúng cái mục tiêu mà chúng ta đã chọn lựa. Nói chung là đó là cái sự chủ động mà chúng ta tính toán ngay từ đầu. Tất nhiên là không nên quá gọi là chi ly xét nét rồi bắt phải làm theo đúng cái barem này, nhưng mà ít ra mình phải có cái định hướng. Không, ok, plan hôm nay là đi Vũng Tàu là phải chạy ra ngã ba Vũng Tàu rồi, hoặc là lên cao tốc rồi. Chứ đi Vũng Tàu mà đâm về miền Tây là chất quất rồi. Không, đi về ăn xương là thấy chất quất rồi. Nó là vậy, có nghĩa là chúng ta phải thiết kế cái lộ trình đó, để chúng ta bắt đầu đi cho nó chính xác. Còn lúc trước mình là tùy hứng các bạn. Ok, hôm nay là hứng là làm này, mai hứng làm kia, không có đâu vô đâu hết trơn, không quản, rồi mở ra mà không quản lý. Đó, không quản lý để cho mọi thứ nó cứ thả nổi vậy đó, nó cứ mất ở chỗ nào cũng không biết nữa, rồi nó trôi về hướng nào cũng không biết nữa. Cho nên là muốn chia sẻ thêm các bạn đó là như vậy. Nếu mà bạn nào đang gặp khó khăn, muốn điều chỉnh cuộc sống của mình lại, muốn cuộc sống mình nó được vui vẻ, nó được thoải mái, được là chính mình, không cần phải gồng, không cần phải diễn, thì các bạn có thể tham khảo tinh gọn và thiết kế. Nếu bạn thấy cuộc đời của bạn phức tạp quá, mà không đâu với đâu hết trơn, rườm rà rối rắm, không có đâu gặp, cũng không biết giới thiệu mình là ai sao nữa, thì các bạn nên tinh gọn lại, đơn giản lại các bạn, đơn giản lại. Thì nó thứ nhất là đỡ tốn chi phí, thứ hai là đỡ phải mệt, đỡ phải gồng. Đó, và thiết kế nó lại ha, mình muốn làm cái gì, mình nên làm cái gì để đạt được cái điều này thì mình thiết kế, chứ mình đừng có để cho mọi thứ nó trôi nổi, là mình nghĩ sẽ ok á. Chúc các bạn thành công nha. Bây giờ mình sẽ làm cái gì tiếp theo đây? Sao mày nước nào mày cũng uống cái gì? Bây giờ mình sẽ vô nước cái chỗ này nha các bạn. Nói chứ mình cảm thấy may mắn khi mà mình có thể hiểu được cái lý lẽ này, có thể mở cái đầu mình ra để mà mình thay đổi các bạn. Chứ còn lúc trước nha, lúc mà mình mất phương hướng á, buồn lắm các bạn, buồn lắm. Lớn rồi, tướng tá cũng ngon lành bự con, đi chơi rồi ngoài đường là cũng được khen tới tấp, nhưng mà cảm thấy bản thân mình vô dụng á, buồn lắm, rất là buồn, cảm thấy nó mất phương hướng lắm, cảm thấy mình vô dụng dễ sợ luôn. Rồi buồn quá, ngồi nghiệm ra mọi thứ, thật thứ đầu nó thay đổi đầu, mình lấy được lòng tin của nhiều người, đầu mình tự tin lên từ từ. Tự tin thì từ cái tự tin đó bắt đầu mình sẽ phát triển bản thân mình nó mạnh ra đó, rồi được người khác công nhận này nọ các thứ, thì đầu sự tự tin nó càng lớn đó. Các bạn xét về trên cái gọi là cái nền tảng YouTube thôi, các bạn nếu mà bạn coi từ những cái tập trước đầu tiên của mình tới bây giờ thì các bạn thấy bản thân mình cũng có cái tiến bộ nào đó. Nói chung là cái tinh thần lúc nào cũng phải bước tới để cho tiến bộ hết đó, thì rất là vui các bạn. Chứ cái thời điểm đó hả các bạn biết không, con đi học thì tới tháng đóng tiền, bản thân mình chạy xe hơi cũng phải đổ xăng,
đụng cái gì cũng chi phí tiền hết, nhưng mà công việc lúc đó là bế tắc. Mỗi tháng không những là không có lời mà còn phải bỏ tiền túi để trả liền cho nhân viên rồi bạn hàng các thứ nữa. Đó. Rồi cái công việc của mình lại không có quản được chi tiết nữa. Do mình đã, bản thân mình đã bỏ lơ nó đi chơi quá lâu rồi này nọ thứ, mọi thứ nó đi xuống. Và cái lòng nhiệt huyết của mình nó cũng xuống luôn. Cho nên là mình cũng chẳng muốn quản nữa, quản cũng không nổi nữa. Thì tất cả nó về con số âm hết và mình không có thấy tương lai của mình chỗ nào, mịt mù quá. Thì lúc đó là cái lúc mà dễ suy sụp ha, cũng hơn là có thể dũng cảm mà đối mặt, dũng cảm đối mặt với nó rồi quyết tâm thay đổi. Thì hôm nay rất là mặc dù là cũng không có kiếm nhiều tiền, nhưng mà thôi để mình thông cái lỗ ngay đây, ở dưới này nó dính cái cát, thế còn cái rác trong đường ống cho nên là không có kéo được cái đó. Để này cho xịt vô trọng chút xíu đi. Ôi ôi dạ. Giờ thông ống cống cũng thông luôn các bạn thấy không? Ok. Nói chứ mình mà lúc nhỏ mình vô tư á, lúc mà mình vô tư á, mình chưa biết mắc cỡ á, thì nó không sao. Nhưng mà tới lúc mà mình mắc cỡ rồi á, mà mình thấy mình nhếch nhác các bạn, xấu hổ. Nhưng mà vấn đề là chúng ta xấu hổ và chúng ta sẽ điều chỉnh cho mọi chuyện nó quay lại đúng cái hướng. Chứ không phải chúng ta xấu hổ và chúng ta làm mấy chuyện khùng, chuyện điên hoặc chuyện vớ vẩn thì nó còn tệ hại nữa. Dồi này cứng quá nè. Nó kẹt cứng ngắc ghét cái này. Cứng dữ ta. Nó kẹt rác. Rồi một nồi rác luôn. Ôi có cái gì vậy ta? Nó kẹt em ơi. Em phải thọc đồ xuống nữa. Chắc ngắt khúc này quá, khúc này lòng vòng mất thời gian quá. Ok các bạn, nó vẫn chưa có thông nữa. Cho nên là cái đề tài về làm cái hồ này nó kéo dài 2 tập rồi vẫn chưa đi tới đâu hết trơn á. Mong các bạn đón tiếp theo tập 3 sẽ coi nó hình thành như thế nào ha. Bây giờ mình đi thông cống tiếp đây. Ok, chúc mọi người vui vẻ ha, và hy vọng là những cái chia sẻ những cái kinh nghiệm từ bản thân của mình có thể hỗ trợ cho bạn nào đó về cái mặt suy nghĩ, dũng cảm lên, đối mặt với nó. Và trong cái thời gian đầu nó sẽ rất là khó khăn. Các bạn biết là tất nhiên là khi chúng ta thay đổi một cái thói quen thì nó rất là khó, không? Rất là quen rất là khó, nổi cái chuyện nằm ngủ thôi. Giờ quen nằm nghiêng rồi mà giờ bác sĩ dặn nằm ngửa mới tốt là đã khó rồi đúng không? Những cái thói quen rất là đơn giản khó. Cho nên là những cái nhiều cái việc trong cuộc sống mà chúng ta phải thay đổi là nó sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà dũng cảm thay đổi đi, mọi chuyện nó sẽ sáng cờ hơn. Hơn là chúng ta đang trong cái nước cờ tối thì chúng ta cứ quay quần trong đó hoài mà không dám thoát ra. Bây giờ thoát ra đi là nước cờ sẽ sáng, thời gian đầu đó có thể khó khăn thôi. Chúc các bạn có thể thành công trong cuộc sống và công việc ha. Và giữ thật nhiều sức khỏe ha. Mình là Nam Ngô, bye bye mọi người. Đói bụng nhớ ghé Nam Non Ê.
đứng trên đầu nữa hả?